Nhà hát Bên Linh Cữu của nghệ sĩ Thanh Sang. Nghệ sĩ ưu tú Phương Loan, Phương Cảnh và nhiều người mộ điệu từ phương xa đến nhà cố nghệ sĩ hát tưởng nhớ ông khuya ngày 22 tháng 4. Nghệ sĩ Phương Loan góp mặt trong đêm nhạc tưởng niệm Trần Minh Khố Chuối do gia đình ông tổ chức tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nào chia sẻ về đồng nghiệp đáng kính, Phương Loan cho biết Thanh Sang là một trong những tên tuổi gây ảnh hưởng lớn với chị thời kỳ chị mới bước vào nghề. Phương Loan và diễn viên Viễn Sơn, giọng ca phòng cổ nổi tiếng thập niên 1970, tái hiện hình ảnh Quỳnh Nga và Trần Minh trong trích đoạn Bên Cầu Dệt Lụa. Nghệ sĩ Vương Cảnh tâm sự có thời gian ông nằm viện và được nghệ sĩ Thanh Sang cùng vợ thăm non thường xuyên. Anh đi trước, còn tôi không biết khi nào mới đi theo anh, nghệ sĩ ngậm ngùi. Ông ca trích đoạn Tăng Cổ, Chuyện Tình An Lộc Sơn để đưa tiễn đàn anh. Nghệ sĩ Thành Tài có thời gian đi diễn cùng Thanh Sang. Ông thể hiện một bản phòng cổ, tự viết với mong muốn cố nghệ sĩ ra đi bình an. Nghệ sĩ Viễn Sơn đến thăm gia đình Thanh Sang từ sáng. Ông từng cùng Thanh Sang, Minh Vương, Chí Thâm, thu âm bản tuồng Đường Gươm, Nguyên Bá. Đông đảo khán giả nán lại, thưởng thức đêm nhạc đến 23 giờ khuya. Nhiều người mộ điệu từ Long An, Tiền Giang cũng đến viếng tang nghệ sĩ Thanh Sang và hát Bên Linh Cữu của ông. Tất bật đón khách đến viếng, sau mỗi lần nghỉ ngơi, bà Liễu vợ cố nghệ sĩ lại đứng lặng trước di ảnh của chồng. Bà kể cách đây vài tháng, cố nghệ sĩ vẫn nhờ người đi may lại bộ trang phục từng mượn của nghệ sĩ Hoài Thanh để trả đồng nghiệp vì người quen của Thanh Sang đã làm mất nó. Đến cuối đời, ông vẫn không muốn mắc nợ ai, bà tâm sự. Nghệ sĩ Thanh Sang qua đời vào rạng sáng ngày 21 tháng 4 tại nhà riêng hưởng thọ 74 tuổi. Lễ truy điệu được tổ chức vào 7 giờ 15 phút ngày 25 tháng 4, sau đó lễ an táng diễn ra nghĩa trang Bình Dương. Cố nghệ sĩ Thanh Sang từng trốn bệnh viện để đi hát. Khi phải cấp cứu vì tụt huyết áp vào năm 2015, cố nghệ sĩ ưu tú vẫn lén bác sĩ để lên sân khấu hát nửa đời hương phấn. Rạng sáng ngày 21 tháng 4, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang qua đời tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 74 tuổi,
Dẫu biết ông lâm bệnh nặng nhiều năm nay, nhiều nghệ sĩ rất bất ngờ, khán giả xót xa khi Trần Minh Khố Chuối của bên Cầu Dịch Lụa năm nào đã ra đi khi còn ấp ủ nhiều hoài bão cho sân khấu. Nghệ sĩ Gia Bảo, cháu nội của nghệ sĩ Bảo Quốc, đau lòng người chú thân thiết trong làng cải lương qua đời. Lần hợp tác cuối cùng giữa anh và cố nghệ sĩ là vào đầu năm 2015, khi anh mời nghệ sĩ Thanh Sang diễn trong Vợ Nửa Đời Hương Phấn trong chương trình do anh và vợ đứng ra tổ chức. Lúc đó ông đã yếu, khi lên sân khấu nhiều lần ông hoác hụt hơi, nghệ sĩ bị tụt huyết áp ngay trong đang diễn, nhưng vẫn nỗ lực đóng tròn vai. Vào hậu trường, ông lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu. Hai ngày sau, vào xuất diễn thứ hai, ông trốn bệnh viện để được hát tiếp tục. Buổi đó ông hát xuất thần, khiến cho nhiều khán giả rơi nước mắt.